Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình vừa dọn xong con xe Yamaha Exciter 150 với phong cách zin và phối vào ít đồ chơi để tăng thêm sự cứng cáp theo ý chủ xe. Đầu tiên là lên cho xe chóa đèn dí bát về hai màu đen khói. Và kế tiếp là combo chản 3 cộng phục LCM trông rất cứng cáp và khắc phục tuyệt đối tiếng kêu cụp cụp trên dòng xe này. Kế tiếp nữa là mình sơn lốc mái và phun dàn chân với màu zin theo xe. Và mình lên cho xe bình xăng lớn dung tích tới 7 lít, đuôi xe thì lên cản Audi có kết hợp F1. Kế tiếp nữa là lên cho chủ xe cặp mâm RCB bản 1.85 và 2.5 kết hợp với vỏ Michelin Pilot Street 2. Tiếp nữa là phụ sau RCB dòng E2 vì chủ xe tương đối nặng và hay chạy đường dài. Về phần ngoại hình thì chủ xe quyết định thay phun bộ áo mới gồm nhựa nhám và nhựa bóng zin hãng kết hợp với tem zin bản 2019. Chủ xe thích sự mạnh mẽ cứng cáp nên mình phối xanh đen. Tổng thể xe này dọn lên với chi phí khoảng 22 triệu. Chủ xe nói về quậy ông bà già để lên tiếp theo trước và sau. Em anh có nhu cầu thì liên hệ mình dọn theo yêu cầu nhé. Điện thoại của shop 0933917671, địa chỉ 1603C đường HL401 Thái Hòa, Tân Quyên, Bình Dương, Google Maps, Việt Hoa Oil. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với video lần sau.